Việt Nam khiến cả thế giới nghiêng mình nể phục khi là quốc gia duy nhất có thể bắn rơi siêu pháo đài bay B-52 khét tiếng của Mỹ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không năm 1972 là dấu son trói lọi, một trang sử hào hùng đầy kiêu hãnh của dân tộc Việt Nam. Đây không chỉ là trận chiến khắc sâu trong lòng người Việt mà còn khiến cả thế giới phải cúi đầu nể phục. Trong 12 ngày đêm chiến đấu khốc liệt, quân và dân ta đã viết nên một chiến công vang dội, lập nên một kỳ tích khi bắn hạ chiếc thần sấm B-52, siêu pháo đài bay khét tiếng của Mỹ, đánh dấu bước ngoặt lớn trong lịch sử quân sự nhân loại. Với khả năng mang theo tới 30 tấn bom, B-52 được ví như là quả đấm thép của Mỹ, công cụ để Mỹ áp đặt sức mạnh tuyệt đối. Khi bóng đen của những pháo đài bay ấy che phủ bầu trời Hà Nội, không ai có thể ngờ rằng một đất nước nhỏ bé như Việt Nam lại làm nên một điều không tưởng hạ gục những chiến cơ hiện đại nhất của quân đội mạnh nhất thế giới. Ngay bây giờ hãy cùng chúng mình tìm hiểu xem những chiến thuật sáng tạo, sự dũng cảm và tinh thần bất khuất của những người lính của Hồ, những con người đã khiến cả thế giới ngỡ ngàng và nể phục như thế nào nhé. Chiến dịch Hà Nội địa Biên Phủ trên không năm 1972 là trận chiến mà đến nay cả thế giới vẫn thường xuyên nhắc lại. Nó được xem là bài học xương máu của quân đội Mỹ cũng như của cả nhân loại minh chứng rõ nhất cho việc không phải cứ có vũ khí mạnh hiện đại là chiến thắng. Một chiến công vang danh thế giới đã được Việt Nam làm nên trong 12 ngày đêm khói lửa. Thủ đô Hà Nội, trung tâm của hậu phương lớn nhất ở miền Bắc, có vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ chi viện sức người, sức của mà còn là chia lửa với miền Nam ruột thịt. Vì thế, việc bảo vệ thủ đô Hà Nội là một nhiệm vụ tối quan trọng của sự nghiệp xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa của miền Bắc nói riêng sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước nói chung. Tầm quan trọng của thủ đô Hà Nội trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh dự báo. Ở Việt Nam, Mỹ nhất định sẽ thua, nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội. Đúng như lời bác tiên đoán, sau khi hội nghị Paris bế tắc vào tháng 12 năm 1972 với chiến dịch Liebecker II, đế quốc Mỹ chủ trương đưa miền Bắc Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá và buộc ta phải ký kết Hiệp định Paris theo những điều khoản do Mỹ đề ra. Từ ngày 18 tháng 12 đến ngày 30 tháng 12 năm 1972, Tổng thống Mỹ Nixon đã ra lệnh ném bom hủy diệt bằng máy bay B-52. Tại chiến dịch này, Mỹ đã sử dụng lực lượng không quân chiến lược với B-52 làm nòng cốt, ném bom giải thảm, hủy diệt xuống Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên và các mục tiêu khác liên tục trong 12 ngày đêm. Đây là những cuộc ném bom dữ dội nhất trong chiến tranh Việt Nam và là một trong những cuộc tập kích có cường độ cao nhất trong lịch sử các cuộc chiến tranh. Trong 12 ngày, Mỹ đã thả hơn 36.000 tấn bom xuống Hà Nội và các vùng lân cận, vượt quá khối lượng bom đã ném trong toàn bộ thời kỳ từ năm 1969 đến năm 1971. Đây là một chiến dịch sử dụng B52 lớn nhất từ trước đến nay với quy mô, cường độ, phương tiện chiến tranh, số lượng bom đạn khổng lồ. Những cái đầu nóng ở nhà trắng khi đó tin rằng Hà Nội sẽ không thể chịu nổi một chiến dịch ném bom như vậy và nhất định sẽ bị khuất phục, phải ký hiệp định theo ý đồ của Mỹ. Trong chiến dịch này, Mỹ đã xuất kích hơn 600 lượt B-52 cùng hàng nghìn lượt máy bay hiện đại khác liên tục giải bom xuống Hà Nội, Hải Phòng suốt 12 ngày đêm, chút xuống hàng vạn tấn bom đạn, hậu quả là nhiều khu phố, nhà cửa, bệnh viện, trường học cùng các công trình kinh tế và quốc phòng bị hủy hoại. Hàng nghìn người đã bị thương vong, trong đó có nhiều người già, phụ nữ và trẻ em vô tội. Đây là một tội ác trời không dung, đất không tha, mà nhân dân ta sẽ mãi mãi khắc cốt khi tâm không thể nào quên. Trong những năm 1970, Mỹ đã triển khai một chiến dịch không kích quy mô lớn chưa từng có vào Hà Nội với mục tiêu tiêu diệt cơ sở hạ tầng nhằm làm lung lay tinh thần kháng chiến của nhân dân Việt Nam. B52 với thiết kế hiện đại và khả năng mang theo lượng lớn vũ khí hủy diệt đã trở thành biểu tượng của sức mạnh quân sự Hoa Kỳ. Đây được coi là một trong những vũ khí chiến lược quan trọng nhất, có khả năng hoạt động ở độ cao tới 10.000 10 m mà không lo bị phát hiện. Các phi công Mỹ thời điểm đó tỏ ra vô cùng tự tin, thậm chí họ còn tuyên bố rằng việc ném bom ở Hà Nội chẳng khác gì một cuộc dạo chơi. Thời điểm đó B52 được xem là siêu pháo đài bay của thế giới, một trong ba vũ khí chiến lược của Mỹ. Người Mỹ gọi đây là quả đấm thép để họ triển khai chiến tranh hiện đại. Một chiếc B52 có thể mang đến 30 tấn bom, mỗi lần nó ra trận sẽ có nhiều loại máy bay khác như là F4, F100, F111 hỗ trợ. B52 hiện đại đến mức không hệ thống radar nào có thể phát hiện ra được nó. Ngày ấy, Mỹ tuyên bố muốn san phẳng Hà Nội bằng B52, biến Hà Nội trở về thời kỳ đồ đá. Các phi công Mỹ được cấp trên khích lệ rằng bay vào Hà Nội chỉ như cuộc dạo chơi trong đêm phương đông ở độ cao 10 km đối phương không thể với tới. Các bạn chỉ cần ấn nút rồi trở về căn cứ an toàn, sạch sẽ. Đêm 18 tháng 12, Mỹ bắt đầu ném bom. B-52 xuất hiện trên bầu trời Hà Nội. Ngay trong đêm đó, đồng chí Hà Huy Quang, tham mưu trưởng trung đoàn, đã về Hà Nội nghiên cứu cách thức hoạt động của B-52, xuất kinh nghiệm từ những đơn vị khác và xây dựng nên kế hoạch tác chiến cho trung đoàn. Mỹ huy động 90 lần chiếc B-52 ném 3 đợt bom xuống thủ đô Hà Nội. Xen kẽ các đợt đánh phá của B-52 có 8 lần chiếc F-111 và 127 lần chiếc máy bay cường kích bắn phá các khu vực nội, ngoại thành. Trong đêm đầu tiên, Mỹ đã ném khoảng 6.600 quả bom xuống 135 địa điểm thuộc thủ đô Hà Nội. 85 khu vực dân cư bị trúng bom làm 300 người chết. Sáng ngày 19 tháng 12, Bộ Chính trị họp biểu dương các lực lượng phòng không đã chiến đấu dũng cảm, đồng thời chỉ thị các đơn vị cần nâng cao tinh thần cảnh sát, tránh chủ quan thỏa mãn, chuẩn bị đầy đủ hơn nữa để chiến đấu liên tục, bắn rơi nhiều máy bay B-52. Đêm 20, dạng ngày 21 tháng 12, Bộ đội tên lửa phòng không bảo vệ Hà Nội đã thực hiện trận đánh xuất sắc. Chỉ 35 quả đạn bắn rơi 7 chiếc B-52, có 5 chiếc rơi tại chỗ. Trận chiến đấu đêm ngày 26 tháng 12 diễn ra hơn 1 giờ. Lực lượng phòng không ba thứ quân của Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên đã đánh một trận tiêu diệt lớn, bắn rơi 8 máy bay B-52. Riêng Hà Nội bắn rơi 5 chiếc, có 4 chiếc rơi tại chỗ và 10 máy bay chiến thuật khác. Đây là trận đánh then chốt quyết định bắn rơi nhiều máy bay chiến lược B-52 nhất. Trận đánh làm suy sụp tinh thần và ý chí của Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và Bọn Giặc Lái Mỹ. Tối ngày 24 tháng 12, B-52 bắt đầu xuất hiện ở độ cao 10.000 10 m. Trên bản đồ tín hiệu tình báo B-1 của Sở Chỉ huy Quân chủng Phòng không không quân hiện lên đường bay của chúng rất rõ. Đến cự ly thích hợp, 18 khẩu 100mm đồng loạt nhả đạn theo đúng phương án, khiến đội hình máy bay chiến thuật và tiêm kích hộ tống bị rối loạn. Những chiếc B-52 hiện lên rõ mồn một, quân ta dễ dàng ngắm bắn chính xác, khiến B-52 nổi tung trên vùng trời cổ lũng. Trong 12 ngày đêm điện biên phủ trên không, quân và dân ta đã bắn rơi 81 máy bay các loại, trong đó có 34 máy bay B-52, 5 máy bay F-111 và 42 chiếc máy bay chiến thuật khác, tiêu diệt và bắt sống hàng trăm phi công, thắng lợi của quân và dân ta trong chiến dịch điện biên phủ trên không, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc về mọi mặt trong suốt 8 năm chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Đây là cuộc đọ sức quyết liệt nhất từ trước tới nay Nghệ thuật tác chiến phòng không hiệp đồng chiến đấu, quân binh chủng của bộ đội ta đã chứng tỏ sức mạnh tổng hợp của lực lượng phòng không ba thứ quân mà nòng cốt là bộ đội phòng không không quân. Cuộc tập kích chiến lược quy mô lớn bằng máy bay B52 của Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng kéo dài 12 ngày đêm đã bị thất bại hoàn toàn. Với tinh thần chiến đấu anh dũng kiên cường, bất khuất, quân và dân ta đã cùng nhau chiến đấu ngoan cường và làm nên chiến thắng lịch sử làm nên một trận điện biên phủ trên không vang dội nam châu chấn động địa cầu bị tổn thất quá nhiều về máy bay chiến lược không ép ta được bằng thế mạnh lại bị nhân dân ở trong nước mỹ và trên thế giới phản đối kịch liệt nixon đã phải ra lệnh chấm dứt không điều kiện phải chịu thua trên bầu trời hà nội để rồi sau đó buộc phải chấp nhận thêm một cuộc đua trên bàn đàm phán ở paris Hiệp định Paris được ký vào ngày 27 tháng 1 năm 1973, Mỹ cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Cam kết sẽ không dính líu về quân sự hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam. Cam kết rút hết quân Mỹ và quân các nước đồng minh của Mỹ về nước. Mỹ cút, tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho quân và dân ta tiến lên đánh cho ngụy nhào. Miền Nam nước ta được hoàn toàn giải phóng, đất nước ta hoàn toàn được độc lập, thống nhất. Kết thúc trọn vẹn sự nghiệp giải phóng dân tộc do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Lính Mỹ sau này phải thừa nhận rằng họ chưa từng thấy hỏa lực phòng không dày đặc như vậy trong cuộc đời. Trung tướng Anh hùng Phạm Tuân thì chia sẻ, ông đi nhiều nơi, gặp nhiều người, có cả phi công Mỹ, tất cả đều rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao Việt Nam có thể đánh được B52. Trước đó, chưa một đất nước nào làm được điều này. Ngoài yếu tố chiến thuật, có thể thấy rằng việt nam hạ gục được pháo đài bay của mỹ là nhờ vào sự nhạy cảm đánh giá đúng âm mưu thủ đoạn và hành động của đối thủ việt nam đã làm được điều không tưởng biến công nghệ hiện đại nhất của quân đội hùng mạnh nhất ở trên thế giới thời điểm đó cũng chỉ là đống sắt vụn chiến công kỳ tích này chỉ có ở việt nam đến nay vẫn chưa có quốc gia nào làm được nửa thế kỷ đã đi qua song chiến dịch hà nội điện biên phủ trên không vẫn luôn là niềm tự hào của thế hệ người dân việt nam vẫn còn nguyên giá trị và ý nghĩa lịch sử vẫn không phai mờ trong ký ức của bao người vẫn là một trong những chiến công vĩ đại của cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước chiến tranh đã đi vào quá khứ mọi mất mát đau thương cũng dần được xoa dịu bởi liều thuốc thời gian chúng ta ngày hôm nay nhìn về quá khứ nhắc về quá khứ không phải để kể về nỗi đau để khi nhớ hận thù mà nhắc về quá khứ để thấu hiểu hơn giá trị của hòa bình, để trân trọng hiện tại hơn, trân trọng những gì mà chúng ta thừa hưởng từ sự hy sinh xương máu của thế hệ đi trước. Từ đó, các thế hệ của Việt Nam hôm nay và mai sau sẽ cố gắng hơn để xây dựng Tổ quốc ngày càng văn minh, giàu đẹp, xứng đáng với những gì mà cha ông đã tạo dựng nên. Các bạn bạn nghĩ sao về câu chuyện ngày hôm nay? hãy cho mình biết về cảm nhận của mọi người ở bên phía dưới và bình luận nhé. Và nếu bạn thích video này, hãy nhấn like và đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón xem những video hấp dẫn mới trên kênh HNTV News. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!